Không đi, không đi, lại lên, không đi. Good job, chạy đi, không đi, không đi. Nè, không đi. Ê, ê, giục điện thoại gì đây? Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đâu rồi? Đừng ngay, đừng ép nha, đừng ép nha. Rồi, lấy đi. Tham ao chay nè cô chú. Mẹ đếm tới 10 mới được đi ra nghe chưa? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 rưỡi chết 9.1 9 rưỡi 9.6 9.9 10 rồi xong chưa? Xong chưa? Nó ra là nó giỡn mặt lại hả? Đó bây giờ mày mày ấy kêu tham ao là đi lại tham ao vậy đó cô chú. Tôi được đà đó không? Mà bữa giờ không có quay lại được, bây giờ mới quay nè. Cái gì vậy? Cái đó gì vậy? Đi 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 ra đi, đóng cửa này lại đi. Con đóng cửa là con mới nóng. Cô chú ơi, chay nè. Chay quậy nè. Mở đèn lên coi, đó, mở đèn lên cho sáng, tắt quạt. Good morning, JD. JD, mặt xạo nè. Làm gì vậy? Đang bóp đầu chưa unicorn đó hả? Coi nè, coi bằng chân nè. Đó, chân coi bằng chân đó. Sao? Chân bị gì đâu? Gì vậy? Ngứa hả? Ngứa hả? Ngứa hả? Mũi cắn con ngứa hả? Hả? Mũi cắn ngứa đâu? Ngứa đâu chỉ mẹ coi. Mày sao? Mày sao? À, kéo xuống rồi kìa mày, kéo xuống kìa. Rồi. Cha bữa nay bà cố bà cho mặc nguyên bộ đồ đen luôn ta. Bà cố đồ áo đồ này kia nhiều lắm, nhưng mà bà cho chỉ có bà cho mặc đúng 5 bộ thôi. Bà không cho mặc thêm. Thôi con nói thẳng cho cộng đồng xã hội điều kiện luôn, đâu nói liên đâu. Con nói là bà cố là có bộ đồ là có mấy bộ là bà cho chỉ cho dọn dẹp mặc đúng mấy bộ thôi. Chứ không phải không cho thêm. Chứ còn mấy cái bộ kia chừng nào con thay đồ con lấy ra đi. Ừ. Nè, ý con. Đó, có ai ai lớp New York mà mặc biết luôn. Mặc biết cái ai lớp New York này luôn ấy cho phải. Mở đèn lên cho sáng cho coi. Oh, right. Ăn sữa chua không? Nó nóng ăn nữa thôi, đừng ép bạn. Con này mà nó muốn ăn là mình đâu ép ra được. Con không, nó mà muốn ăn mà hả mà có cản nó cũng cản không được nữa đó. Thì con móng tay dài chưa? Yêu móng tay dài rồi cô chú ơi. Mới cắt mấy ngày ta. Trời ơi bây giờ móng tay dài quá đây nè cô chú, con móng tay dài nè. Thấy không? Móng tay quá dài rồi. Ừ, mẹ cắt móng tay cho con nha. Dạ đi con. Giỏi. Giờ cắt móng tay nha. Rớt em. Chị đang ngồi coi iPad đó cô chú. Thấy không? Đúng. Nếu mà ngồi xa xa vậy coi con ha, mình đâu có cần đứng đâu, mình ngồi vậy mình chơi cho khỏe, mình xem chứ được đâu, đâu có đứng nó mỏi chân lắm. Coi mặt thì coi mặt coi bát ngây thơ chưa. Ủa mới nói sao xuống rồi. Tại vì nãy Ngọc ngồi kế bên đó nên nó cứ ngồi vậy đi con, đừng có tụt xuống. Đừng mà. Mẹ mới nói mà. À, đứng nhúng đít rồi đó. Chì đi coi nè, bằng chân hôm nay thấy lớn gần cô chú, bằng chân nè, bằng chân này làm nên tất cả nè cô chú, quay móng chân cô chú coi rảnh mà. Thôi ơi coi kìa, coi bằng chân kìa, nhìn bằng chân muốn đập cho ông đập không cô chú, bằng chân nó Ngọc bỏ vô miệng Ngọc cắn hoài luôn. Mẹ chơi rất là bạo lực, ăn rồi cắn em không à. Đó, bây giờ thấy không có biết đó, nó bằng chân nó che lấy lại che bằng chân đó nè. Ừ, nó mặt hay như người lớn không? Rồi giờ quay mặt tôi cho cô chú coi nha. Đó. Đó, cái miệng chím chím đó. Miệng em chím chím để có yêu phong đào.
Rồi, thôi, hở hở ra có nước miếng này, chết ơi, lại lưỡi nữa. Trời ơi, gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Làm gì vậy? Đôi mắt nè, tình yêu trong anh cho em mãi mãi. Này tiếng gì đó quên mất tiêu tiếng hát mày, đôi mắt của quên đi tiếng Anh mà giờ quên mất tiêu rồi. Cái mũi kìa, mũi nhìn muốn ngắt nhéo vậy sao. Rồi cô chú mà chưa ai ai mà muốn thấy cận cảnh chay nè, đây chay nè cô chú, nó có cái miệng kìa, nó muốn cắn miệng là muốn hung liền. Cười cười những chi rồi này kia, đôi chân này nhảy đó. Chay lên xe đề máy đi, chay đi đề máy đi con, đi 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 lên xe đề máy đi. Cái gì nữa, đi học ba lê hay gì đây, đi đề máy đi, đi lên xe đề máy đi, lên xe đâu, xe đâu, đi lại đề máy xe, đi lại đề máy đi, lấy lên. Rồi giờ chơi này hả, chơi đi, sắp lên ABC chơi đi, sắp lên ABC chơi đi con. Đó đó, đứng lên đó, bể đó, gãy đó, gãy là ché đó, gãy là ché đó. Trốn trong gì vậy hả? Con ăn vô đó con ngồi vậy hả? Con nhìn ra dọc sông trước nhà rồi con ngồi, con nó nghe nè, chiều trước khi mẹ đi làm về á, con có ngồi, con có nhìn ra đằng trước và con ngồi á, con nhìn ra cái phía sông ở nhà mình á, con có nói mỗi khi chiều về chay ngồi hát bên dòng sông, có không, có gì không, có không chay nè. Chay mà mỗi chiều á cô chú, mà chay mà ngồi chay đợi mẹ đó chứ cô chú, là chay ngồi chay đọc bài nè ba hai. Nó mà ngồi đợi con á là bà hai biết á, nó đang đọc bài thơ này nè. Bà cố nè, đây nè. Bà cố biết là mỗi ngày mà chay đợi mẹ là chay đợi sao không? Là chay đọc bài thơ này nè. Bây giờ con đọc cho bà hai nghe nha. Thanh xuân như một tách trà, chay ngồi đợi mẹ hết bà thanh xuân. Wow. Dữ chưa? Dữ. Dữ quá. Là la. Bà hai đọc lại ơi. Thanh xuân chờ đợi mẹ. Không. Thanh xuân như một tách trà. À, thanh xuân như một tách trà. Chay ngồi đợi mẹ hết bà thanh xuân. À, tội nghiệp em quá à, em đợi cho mà hết trơn thanh xuân rồi. Gì cho em? Ngồi đợi từ sáng tới chiều. Thôi. Thôi này đi. Cái này trời. Cái này không được hả? Cái này không được. Bỏ vô tách con. Thôi cho nó chơi mấy cái bịch đi, cho nó chơi mấy cái bịch cũng được. Ok. Thôi cái thùng đó để con. Thấy hai mày. Hay ra nãy giờ ngồi nghiệm á hả? Trời ơi. Hay quá vậy. Trời ơi. Một bụng thơ luôn. Con là đạo diễn mà. Nguyên một bụng thơ luôn. Hay. Coi nè, giờ tự nhiên đi lấy giày tôi ra. Ê. Sao chơi vậy? Su. Su đúng rồi. Su đó. Làm sao? Sắp cho chỗ nào? Sắp cho chỗ đó ha. À, su đó. Cái đó của bà cố đó. Su. Đếm coi mấy đôi. 1 2 chi cho chai mưa ta, nàng mưa không đi đâu được cái ta. Nè. Trời. Gì đi giống như xì que vậy. Té.
Rồi đi giờ đem về cất vô cho mẹ nè, chứ đâu có được bày ra vậy. Đem về cất vô cho mẹ đi con. Con mà đi làm là nó nhà nó chơi vậy hả bà hai? Cứ đi ra đi vô, đi ra đi vô, ra đi về vậy. Đi ra đi vô, đi ra đi vô, đi ra đi về. Thường nó có đề máy không bà hai? Có đề máy luôn hả? Có leo lên đề máy. Đây nè, bây giờ cho cô chú coi cái chay cắt ngón tay nè. Đó, chay bị bữa nay chay ngoan lắm nha cô chú. Chay chay để về xè bằng tay đếm ngón tay ra cho mẹ đó. Đó, thấy chưa? 1 2 nha nè. 3 4 đúng rồi. 4 đúng rồi. 4 chưa? Này nó 5 nè. 5. Trời ơi, thôi làm ai mẹ không rung mà làm chay mẹ rung dễ sợ luôn. Đó, 5, tiếp tục đây nè cho cô chú coi nè. Rồi, 6 nè, đếm đi 6. 7 đâu 7, mới 6 à. Rồi, hay rồi. Mới có 6 mà để mày cắt cho sát luôn phải không? 7. 8 rồi mà 8. 7 à. 8 nè, con nói đi 8. Nay ngoan rồi, nay chịu rồi, nhồi cho cắt móng tay rồi. Đây là 9. Rồi, 9. 10. Cho 10. Yeah. Giỏi quá. Hôn mày miếng. Say hôn mày miếng, say thank you. Thank you mommy. Hôn mày miếng. Hôn mày miếng thank you, lấy lên. Lấy lên nè. I love you. Cô chú thấy nay chay nay giỏi chưa? Còn móng chân thì cũng chưa có dài lắm, nên cũng chưa cần cắt cho lắm. Phải không? Nói cô chú ơi. Cô nói cô. Cô nói đi cô. Nói cô đi. Mẹ. Nè, nó nhìn vô mẹ nó làm gì nè. Mà ngoại mới khó hả? Nó cũng nói đi ngoại ngủ. Ngoại sao, ngoại làm sao? Ngoại ngủ. Thôi không có chơi với cái này bén lắm, không có chơi cái này là bén lắm, con không có cầm này được đâu, nhọn lắm. Cầm này làm chi? No. Ồ, con làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Viết hả? Vẽ không? Vẽ giờ mẹ bồng. Ê, mẹ bồng ra vẽ, đứng lên mẹ bồng ra vẽ, để lên. Ủa không chịu đứng luôn hả? Thì thôi ra ngoài vẽ đi. Rồi ra ngoài mẹ lấy tập cho vẽ, để lên. Ăn rồi cứ kiếm viết, kiếm đồ vẽ miết luôn. Không biết vẽ gì đó. Hả? Mày vẽ gì, mày vẽ miết rồi mày. Rồi lại ghế xích đu đi rồi mẹ cho vẽ, để lên. Rồi mày lấy ghế cho con ngồi nha. Đây. Ngồi xuống. Rồi. Giờ mày lấy tập cho con vẽ nha. Đây nè, đeo đâu. Đội nón vô vẽ. Nhìn đây. Cô chú thấy chị đội nón đẹp chưa? Wow, chị đi lực. Đó trời ơi con này. Chú hả? Chi giỏi quá. Đếm lại coi. 1 2 3 4. Good job, JD. Lại đếm lại coi. 1 1 đi con. Đừng ai nhắc đến anh một lần đêm. Say bơi khi đi tới. Con nói kìa, con được không? Đội nón đi con, đội nón lên cho con phong cách mình thôi. Mình đội nón lên nó mới giống nghệ sĩ phải không? Nè mày lấy tập cho dễ. Rồi vẽ đi. Vẽ cái nào?
gì em biết rồi đó. Mà nón vô vẻ có phong cách. Không chịu là không á. Wow, vẻ đẹp dữ ta. Vẻ vẻ tá lả từ lưa luôn. Rồi, rồi sao mất cái gì nữa? Trời đất ơi. Có chịu đời nổi không? Wow. 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 Đẹp quá. Đẹp không? Dạ. Sơn cho mẹ đi. Sơn mẹ không? Dạ. Sơn mẹ đi nha. Không không sơn luôn hả? Phải đặt hẹn hả? Dạ, sơn mẹ không? À, đó, cầm đàng hoàng. Y như thợ chuyên nghiệp không? Quá luôn. What color pink. Is this? Pink. No, it's not pink. It's black. Black. One more. Mờ. Mờ, đúng rồi. Nói cái gì? Nó cũng nói theo hồi nãy đi chợ xong về cái nói là go home á, nó cũng nói mùa nào Ngọc nói là go home now, cái nó nói home now. À, quá luôn. Kiến trúc sư tài ba đi vô chợ của anh ta hả? Đi lấy ghế của anh ta đi sắp sắp dài hết nguyên cái đường đi của anh ta luôn, coi được không? Say mà. Wow, cô chú coi nè, đẹp chưa? Wow. Quá. Sao? Sao? Coi, coi, coi hàng lông mi nè. Làng tóc rối bờ mây khô mơ khô luôn á. Wow. Hùng đẹp không? Hùng bằng tay miếng coi, đẹp không? Hùng miếng đi. Đẹp thì Hùng bằng tay miếng, lẹ lên. Hùng đi, Hùng bằng tay đi, lẹ lên. Hùng đi. Trời ơi, đổi bên. Khổ, sơn với sơn hai bàn chứ ai sơn bàn của chú. Bằng tay có 10 ngón rồi. Hai bàn tay có 10 ngón chứ. Đây coi ai gọi tay, ai gọi mẹ nè. À, cô chú ơi, bây giờ mẹ chơi với chay bây giờ đi đi bơi nè cô chú. Bơi không? Con nói mẹ. Mẹ bơi. Không bơi hả? Không bơi không? Bơi không? Chay sợ bơi dưới hồ. Thôi đi xuống bơi dưới hồ đi. Không mẹ miếng rồi đi bơi. Không miếng ai. Không bơi, không chịu bơi. Thôi, không chịu thì cũng phải đi thôi. Đi. Remember you're gonna have to face your face to the sun. It is cold. Yeah. It's not that cold. No, baby, it's cold. It's really cold. No, it's fine, baby. Look at Jaden. Yeah. Xuống đây, xuống nước nè, đi nhập nước đi. No. Go in the water, Jaden. đi vô cái tub á thì nó nái vậy lắm mà giờ ra tới đây rồi nó quíu nè. Nó quíu còn hơn sợi dây thun nữa. Sợi đi cái tao. She doesn't like it. You wanna, yeah. Yeah, let her try it. See? You gotta go out further. Just walk her right in. No, that's too cold. It's not that cold. No, it's it cold. Just rained a little bit today, so it's a little bit cooler than it was yesterday. She just wanted to get up onto my table. Yeah. She wanna look at the book? Yes. That's a pencil. Oh, careful. Your foot. She likes to draw. Wanna draw? She love drawing. Okay. Okay, look at my hand. Dễ miết luôn, qua nhà người ta cũng dễ nữa. Dễ từ đầu tới cuối. I see. Right there. Yeah. Oh, that's an eye. See the eye? See the eye? Giống như cho cô giáo mà chấm điểm vậy đó. Eye, see your eye. Khơi bình luôn. And the nose. And the mouth. Mời phụ huynh lên cho cô. See teeth. Chữ xấu. Yeah.
mở bài gì ta? Yeah, see her eye. Mở bài, có mở bài mà không có kết luận. Okay, what she got? Đó, ngon ghê, không chịu được ngon đùi bà đó. See, true. Okay, đổi in this hand. Đổi tay liên tục luôn. True. Yeah. Dạ, chạy đi. True. Dịch tay là nông dầu được, dịch tay nó kẹt được. We should get her a pencil. Get a crayon. Pencil. The pencils are bad. Let me get it. Okay, wait. Bây giờ không có muốn tắm thì Jay sẽ đi ra thuyền chơi con chú ơi. Đi. Yeah, she wants to go in there and pedal. Không có gì trong này. Ngồi xuống này. Throw stuff in the lakes. You're bad girl. Không có được dục xuống nha. Coi thôi chứ không có được dục xuống nha. I'm glad the clouds are out. Có nói đi shoes. Đúng shoes. Rồi. I think she knows shoes pretty well. Yeah. What goes in the shoes? JD? Not hands. Hands don't go in the shoes. Mang giày vô đây, con tự mang giày vô đây. What go in the shoes, JD? Feet. Can you say feet? Feet. Good job. Can feet go in there. Say it again. Feet. Feet. Coi xỏ cái tay vô kìa. Nó giờ đang xếp đồ nữa đó con chú. Bubble. Oh baby. Nói đi. Baby. Oh. Đi. Hi JD. Baby, what is going on with your leg? What is going on with my leg? Oh. Yeah, what is going on with my leg? What is that? That looks like a bruise. Yeah. Like somebody punched you. No. Maybe you should go to the doctor and say, hey, you're crazy. This random bruise. That's something big. That's not like a small little like dot or something. JD? Chân mẹ bị gì đây, Jay? Chân mẹ bị gì đây? What is that? Come and see. Get it checked out? Yeah. What's wrong? I have no idea what's wrong, but it looks scary. Ew. Ew, what is that? Cái gì vậy? Mẹ cũng không biết ở đâu ra nữa. Con nói bruise. Nói đi, sợ không? Sợ không? Sợ hả? It seemed like a perfect day to get gas, huh? It's so beautiful. It's so quiet, nobody's out on the road. So quiet, yeah, nobody's out. Sao? Sợ đâu, sợ đâu, sợ đâu. Sao chân mẹ bị bầm nha, sao chân mẹ bị bầm nha? Eww. Bóp mũi. Bóp mũi xẹp. Vuốt cho chống mũi cao lên nha. Vuốt lên. Vuốt lên. Bóp mũi. I love you, sweetheart. Lay her down properly, baby. Ngủ đi con. Ngủ đi. Mẹ mẹ đây mẹ bảo vệ con nha, con ngủ đi. Tình em như nước con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình anh như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Ngày quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim trắng mồ côi. Tình ta dung đắp chia đôi bờ, em bên bồi anh bên lá mong chờ. Chạy buồn ngủ rồi cô chú ơi. Can you go em đã kiến con thêm khóa em sẽ bao dung đồng em con thêm em tôi hết xa bệnh trao dân. What's that? Lòng anh trao dâng khát khao
Một đời anh luôn ước sao gặp được người anh ước ao, và em là người anh đã khát khao chờ mong. Tình em sẽ new venture đẹp new moon in sao trên bầu trời ngày mòn em lung lung trên new đen vào sương khói. Ngủ đi con, ngồi ngoài thiền ngủ luôn. Buồn ngủ quá là ngồi ngoài thiền ngủ luôn hả? Ừ. Ngủ đi con. Đó cô chú ơi, chay ngủ dời. Chưa kịp đi vô tới nhà là chay ngủ dời. Ngoài đây gió hiu hiu, chay ngủ dời. Bây giờ mẹ sẽ ngồi đây và mẹ ôm chay. Ôm chay cho chay ấm, để gió đừng có ấy chay. Rồi chút nữa mẹ sẽ đắp cái mền vô cho chay. Coi cái mặt ngủ nè. Chú coi cái mặt ngủ nè. Closer baby to her face. Show everybody her sleeping face. Cô chú ơi, hồi nào giờ cô chú có thấy thiên thần ngủ ngồi chưa? Đây, thiên thần ngủ ngồi đây. Dữ vậy. Trời đất ơi, con ngủ nè. Con thương không? Ngủ vậy mà ngủ. Ngủ gì mà ngủ, lạ lùng không? Ngủ giống nàng tiên cá không? Quay cái kiểu này thì thấy giống nàng tiên cá nè. Quay kiểu này thì thấy hơi lạ một chút. Đó, ngủ giống bí sợ tộc không? Vì sao? Tại vì có cái này nè, đằng sau này nên chay nằm được nè. Nhưng cũng không tới nổi ha. Cái cưng dễ sợ cưng. Cái môi này, cái môi nhìn quen lắm nè. Cái môi này của tôi nè. Cái mũi này nè, mũi này cũng của tôi nè. Nào nữa ta, cái nào của tôi nữa ta. Cái mặt y chang, cái mặt ngủ y chang luôn. Khác chút nét nét nè. Mẹ chay ngủ y chang nè chú, cô chú. Mà ngủ một cái, chay ngủ một cái là hai cái bàn tay hả, rất là relax. Chứ không có, có nhiều đứa đít đó, ngủ tay nắm như vậy nè. Hả? Chay ngủ là rất là lúc nào cái bàn tay cũng mở ra. Baby don't be too loud. Giờ mấy giờ mà cứ ngủ miết nữa. Ngủ chút thôi à cô chú ơi, chứ giờ tối rồi không có cho ngủ nhiều. Giờ là 7 giờ rưỡi rồi, cho nap một chút xíu thôi. Rồi khỏe khỏe rồi chút nữa tối nay đi ngủ lại chứ không có ngủ nhiều đâu. Thương dễ sợ, nàng tiên cá của lòng tôi đó. Trời ơi, còn đang bây giờ ngồi xa quay nè. Đó, đó. Rồi được rồi không? Ngủ vậy mà ngủ được. Chú ơi, sau vài phút trôi qua, chay vẫn còn ngủ. Baby, stop it. Coi mặt. Đây được không? Bé tròn. Bé tròn ngủ. Người tròn quay luôn á. Mẹ ác quá, mốt mà chay coi lại mấy video clip này chắc chay hận mẹ. Hận. Con hận, con hận, con hận. Chay đề mái mẹ luôn á. Trời ơi, nghĩ sao quay nhỏ nè. Mặt cứ ghét, dễ sao ghét được. Ngủ ha. Ngoại thấy chơi ngủ ngoại. Ngoại thấy mặt này chắc bà ngoại tức dữ lắm. Mình nói ta thấy ngay kế màn hình mà ngoại, bà ngoại hung không được, bà ngoại tức dữ lắm cô chú ơi. Bà ngoại đau khổ dữ lắm. Bà ngoại chơi đang rất rất là đau khổ đó. Thấy cái mặt vậy nè, để sát vậy nè đó. Thấy vậy mà không hung được á, tức không? Vậy bà mẹ chay còn đang chọc tức bà ngoại nữa chứ. Trời ơi, cái đuôi dài giống y như đàn tiên cá đang ngủ. Đó, cô chú chụp cho đàn tiên cá tấm hình nha. Chú dậy rồi cô chú ơi. Did you wake up? Công chúa. Ôi chú, chú, công chúa mẹ. Ôi, đây mẹ. Đông chú. Đây mẹ. Ôi, đông chú ơi. Đây mẹ đang. Ôi, ràng ơi. Ôi, ràng ơi. Đây nè, đang ngồi ba nè. Ràng ngồi ba đang nè. Mẹ hả?